Hành trình đi lắp đặt chuyển giao công nghệ của công ty cơ khí Hải Lan sẽ diễn ra như thế nào? Anh Hưng là một trong những cái khách hàng lâu năm của công ty Hải Lan. Anh mua máy đến thời điểm này là cũng được 8 năm. Trong cái trọn gói lắp đặt dây chuyền nhan không tâm này, đội ngũ kỹ thuật Hải Lan sẽ đến tận nơi lắp đặt chuyển giao công nghệ cho anh từ cái khâu mà trộn bộn với tỷ lệ như thế nào đến khâu thành phẩm đóng gói. Đội ngũ kỹ thuật Hải Lan lại lên đường đến Quảng Nam để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt là lắp đặt dây chuyền sản xuất nhan không tâm cho một vị khách hàng đã gắn bó với Hải Lan suốt 8 năm qua. Anh Hưng là một trong những cái khách hàng lâu năm của công ty Hải Lan. Anh mua máy đến thời điểm này là cũng được 8 năm. Thì điều đặc biệt của anh Hưng này là Hải Triều và anh Hưng chưa có gặp mặt bao giờ. Thì thực sự là cũng rất là cảm ơn anh Hưng và bây giờ là công ty Hoàng Hưng đã chọn công ty Hải Lan là đối tác đồng hành suốt 8 năm vừa qua. Sự tin tưởng của khách hàng là động lực to lớn để Hải Lan không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau 8 năm sử dụng máy làm nhang Hải Lan, khách hàng đã quyết định nâng cấp lên dây chuyền sản xuất nhang không tâm hiện đại. Với sự chuyên nghiệp và cẩn trọng, đội ngũ kỹ thuật Hải Lan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lắp đặt dây chuyền sản xuất nhang không tâm như máy dây bột siêu mịn, máy làm nhang không tâm băng chuyền, máy cuốn nhang vòng, đảm bảo dây chuyền hoạt động ổn định và hiệu quả. Ngoài ra, Hải Lan không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ và chuyển giao công nghệ tận tình. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đã hướng dẫn khách hàng từ những khâu đơn giản nhất như trộn bột, dây bột đến khâu vận hành dây chuyền sản xuất một cách thành thạo nhất. Khi mà mình đưa cái bàn tay ra là đờ ba chạy nhanh ra vì không kịp cho nên mình hạn lại trước. Hải Lan cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất. Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm nhang không tâm đạt chất lượng tốt nhất. Đừng ngần ngại liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn các loại máy làm nhang chất lượng tốt nhất. Hãy cùng Hải Lan kết nối và phát triển cùng nhau.